Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi Hà Nội Review. Trong mùa hè oi bức nóng lực như thế này thì có một thức quà không thể thiếu, đó chính là những cây kem mát lạnh. Hà Nội Review thì đã giới thiệu cho quý vị kem Tràng Tiền, những cây kem gợi nhớ về ký ức tuổi thơ rồi. Và trong số ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị những cây kem mang hơi thở của cuộc sống hiện đại với phong cách và biến tấu hơn. Với cái sự mới mẻ này thì Diện Đàm đang liên tưởng đến những cái hình thức biến tấu của kem. Và tôi tin rằng là nhiều quý vị khán giả sẽ rất là thích, bởi vì nó sẽ chiều lòng được cho chúng ta cả về hương vị lẫn về hình thức bên ngoài, rất là đẹp mắt nữa. Vậy thì có điều gì bí ẩn ngày hôm nay về những cái món ăn mà Hà Nội Review sẽ giới thiệu đến cho khán giả? Thì xin mời quý vị hãy cùng với chúng tôi ghé thăm một cửa hàng tại con phố Xã Đàn để tìm hiểu nhé. Đi thôi! Em chào anh ạ. Anh ơi, hôm nay bọn em đến cửa hàng bên mình và muốn thưởng thức một vài những cái hương vị độc đáo biến tấu của kem ấy, thì anh có thể giới thiệu cho bọn em một vài những cái món ăn kiểu tiêu biểu tại cửa hàng được không ạ? Cửa hàng của mình thì rất đa dạng về sản phẩm, có cả kem, có cả trà. Riêng về phần kem nhá, thì đó là cái phần đặc biệt nhất của cửa hàng. Thì các bạn có thể sử dụng một số dòng kem như là kem hoa hồng, hoặc là nếu các bạn thích ăn theo combo thì mình có thể gọi set lẩu kem. Ngoài ra nữa, vì về phần bánh thì các bạn có thể gọi một số dòng bánh kèm kem thì cũng rất là đặc sắc. Và mình có thể gọi bánh sừng bò kèm kem, đó là cũng là một trong những cái món biến tấu nó khá là đặc sắc của bên cửa hàng mình. Ôi, tức là bình thường nghe đến ăn lẩu ấy là mới sẽ đảm nghĩ ngay đến là ăn lẩu bò, lẩu gà, lẩu riêu thôi ấy. Mà bây giờ có cái sự kết hợp giữa kiểu lẩu là nóng với cả kem là lạnh thì cũng hay ấy. Thế thì em sẽ gọi một set lẩu 6 viên đi, lẩu kem 6 viên. Đây, có giá là 99k. Cùng với đó là... chắc là thêm hai món nữa nhỉ? Bánh sừng bò kèm kem đi, kem lại kết hợp với cả bánh. Thì nó cũng sẽ khá là lạ. Thêm một món nữa đi. Khi nãy thì em thấy anh có giới thiệu về cái món là kem hoa hồng. Vậy phải chăng là nó sẽ được tạo hình theo hình hoa hồng ạ? Đúng, chính xác. Đấy là kem ốc quế, nhưng mà đã được biến tấu đi một chút để tạo thành hình của bông hoa hồng. Em thích đẹp, vậy thì cho em một phần đấy nữa. Dạ. Về vị kem thì mình sẽ có bao nhiêu vị? Về vị kem thì hiện tại cửa hàng mình đang có tất cả là 19 vị kem và sử dụng 100% là nông sản tươi của Việt Nam. 19 vị kem, vậy thì nó sẽ là có khoảng bao nhiêu món tổng cộng về kem ý? Về kem thì hiện tại tại cửa hàng là có trên 20 món. Trên 20 món, rất là đa dạng. Rất đa dạng, thực sự em cũng rất là tò mò về cái cách để mà làm sản xuất ra những cái ly kem đấy. Ok, được rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ mời các bạn thử trải nghiệm sản phẩm và tự tay làm sản phẩm luôn nhá. Đối với lại món đầu tiên là món kem hoa hồng thì cái đấy sẽ yêu cầu về kỹ thuật hơn một chút, cho nên là các bạn có thể quan sát mình khi mà mình thực hành. Còn sau đấy thì đối với lại những món còn lại thì các bạn có thể tự tay trải nghiệm và tự tay làm thành phẩm. Nhất trí ạ, bây giờ chắc là mình sẽ bắt đầu với cả kem hoa hồng ấy nhỉ. Ok, chúng ta bắt đầu thôi. Vậy là có rất là nhiều những cái hương hương vị của kem được để ra như thế này trông rất là đẹp mắt ý. Cánh hoa nó đang to dần lên. Và cảm giác như là phải căn rất là kỹ để mà cái lượng kem mỗi lần mà xúc xuống ấy thì nó vừa đủ để mà thành một cái cánh hoa. Dày quá cũng không được mà mỏng quá thì cũng mỏng quá thì lại không ổn ấy. Có thể đỡ được. Chính xác. Mà nhìn nó không đều. Wow. Về màu sắc nữa, đúng không? Mình phải căn như thế nào để màu sắc nó đang đồng đều, đồng đều, không bị lệch quá ấy. Dạ, cảm ơn anh ạ. Cảm ơn anh. Như vậy là chỉ sau khoảng tầm 2-3 phút thôi là chúng ta đã có một thành phẩm như thế này rồi. Đúng rồi. Đây là lần đầu tiên mà mình Dũng thấy một bông hoa hồng có thể ăn được như thế này với cả màu sắc rất là đẹp nữa. Về cái màu sắc này thì có một cái nguyên tắc gì khi mà kết hợp không ạ? Hay là kiểu khách sẽ tùy chọn theo ý thích của anh? Khách sẽ tùy chọn theo ý thích. Nhưng mà để kết hợp bông hoa đẹp nhất thì mình sẽ hay tư vấn cho khách là sẽ lựa chọn những màu nhạt, gam màu nhạt và kết hợp cùng với lại những cái gam màu đậm thì nhìn kem hoa hồng nó sẽ đẹp hơn. Với một ly kem đẹp như thế này, bông hoa hồng này kiểu rất là nhiều cánh ý, thì tôi tin rằng là nhiều bạn trẻ cũng rất là thích đến đây và chụp ảnh với những ly kem như thế này. Bây giờ thì tôi có thể nhìn thấy một cái lớp khói nghi ngút kiểu nó lạnh quá nó bốc lên ý.
và có vẻ như là bởi vì cái cánh nó hơi mỏng, nó mỏng như nhau nên là nó đang chảy khá nhanh. Chính xác. Chúng tôi sẽ thử thức luôn. Tuy nhiên thì ở cửa hàng cũng đã chuẩn bị một cái khay để cho quý vị kem sẽ hạn chế chảy vào tay của mình. Ở đây thì có thể ăn trực tiếp hoặc là có một cái thìa bé như thế này cũng rất là dễ ăn. Nhưng mà kiểu đẹp quá nên là em không nỡ ăn ý. Một cây kem hoa hồng như thế này thì mình sẽ làm trong khoảng bao lâu anh? Một cây kem hoa hồng như thế này thì mình sẽ làm tầm khoảng từ 2 phút rưỡi cho đến 3 phút là sẽ hoàn thiện. Em nghĩ là cái thời gian cũng sẽ phải nhanh đúng không? Bởi vì nếu không ấy, bởi vì cái cánh hoa nó khá mỏng nên là có thể dễ chảy hơn. Đúng rồi, cánh hoa nó mỏng và cái đặc tính của gelato thì nó cũng sẽ nhanh chảy hơn là kem bình thường nữa. Nói về cái chất kem gelato này thì em thấy là nó có vẻ dẻo hơn so với kem kiểu thường mà mình làm truyền thống. Đúng rồi, kem gelato thì sẽ sử dụng nguyên liệu làm kem từ Ý và sử dụng sữa New Zealand. Cho nên khi làm ra kem thì nó sẽ có cái độ mịn và độ dẻo. Ngoài ra thì sử dụng sữa tách béo thì cũng giúp chúng ta khi mà ăn gelato là không bị béo nữa. Ăn vào thì có thể cảm nhận được rất là rõ cái hương vị sữa của kem. Và hình như là ở trong cái hương vị dâu này thì em thấy là có cả những cái hạt À, cái này nó là mình sử dụng là dâu tây mộc châu và những cái hạt ở bên trong đấy là hạt của dâu tây tươi. Tức là về nguyên liệu thì sẽ là những cái hoa quả được chế biến và nhập khẩu từ những cái vùng miền của Việt Nam thôi. Chính xác ạ. Về phần hoa quả thì mình sẽ sử dụng là hoa quả tươi của Việt Nam. Về hình hoa hồng thì em thấy là rất là đẹp rồi. Cái cách mà cái quy trình để mà làm ra nó và để học được cái cách làm thì có lâu không ạ? Để làm ra một bông hoa hồng như thế này thì cả thời gian nghiên cứu và thời gian tập luyện của mình thì nó mất tầm khoảng 3 tháng. Vậy với những bạn nhân viên mà mới vào làm thì sẽ đào tạo khoảng bao lâu ấy? Đối với lại nhân viên mới vào làm thì các bạn ấy không phải mất cái thời gian nghiên cứu nữa. Các bạn ấy chỉ thực hành thôi. Và nếu như mà đối với lại bạn nào khéo tay thì sau khoảng 1 cho đến 2 ngày thì có thể làm được kem hoa hồng. Còn bạn nào mà chưa khéo tay lắm thì sẽ mất khoảng từ 3 đến 5 ngày, thậm chí là tầm khoảng 1 tuần. Bạn có thể hoàn thiện. Như vậy là hôm nay thật ra đáng ra là tôi định trải nghiệm công đoạn là làm một chiếc cây kem hồng như thế này. Tuy nhiên như là chia sẻ của anh thì có vẻ là cái điều này khá là khó thực hiện. Mình đang ăn vị gì nhỉ? Hiện tại vị của tôi là vị việt quất và trà xanh. Cái vị việt quất thì nó khá là rõ mùi việt quất. Với cả là khi mà ăn như thế này thì tôi thấy rằng là không chỉ ngon mà chúng ta cũng sẽ thỏa mãn về cái mặt hình thức nữa. Vậy thì trong tương lai sắp tới thì anh có định là sẽ nghĩ thêm một cái công thức để làm ra biến tấu thêm không chỉ là hoa mà sẽ là một cái hình dạng khác. Cái này thì mình sẽ nghiên cứu về chất lượng kem và cũng như là nghiên cứu về những cái hình thù mình có thể biến tấu sau này. Và hy vọng là trong tương lai thì sẽ có những cái món mà biến tấu theo những cái hình dạng khác nó sẽ đẹp hơn cả hoa hồng. Diệt Đàm này hôm nay ăn kem thấy thế nào? Về hình thức thì rất là bắt mắt, về hương vị thì ngon. Trước đấy thì tôi đã được tham gia vào quy trình để xem cái cách chế biến ra một cái ly kem truyền thống ấy. Thì thật ra thấy nó cũng rất là kỳ công. Thế nhưng mà ngày hôm nay mới chỉ xem cái công đoạn là chúng ta biến tấu để cho ra thành phẩm thôi. Mà cũng đã thấy được một cái sự tâm huyết cũng như là cần một cái tay nghề khá là cao ở người thợ rồi. Đúng rồi, nhìn đơn giản mà không phải vậy đúng không? Một cây kem như là chúng tôi đang thưởng thức với hai vị sẽ có giá là 45.000. Và một cây kem như thế này thì sẽ tương đương với khoảng 2 viên kem bình thường. Và đó chính là lý do vì sao mà giá nó sẽ hơi cao một chút. Thưa quý vị, và vừa rồi chúng tôi vừa mới thưởng thức xong món ăn đầu tiên, đó là kem hoa hồng. Và bây giờ thì thực sự là Diện Đàm đang rất là nóng lòng để có thể xem là cái món ăn thứ hai ngày hôm nay với tên gọi là lẩu kem sẽ hấp dẫn như thế nào. Ở món ăn lẩu kem này thì Minh Dũng sẽ chính thức tham gia vào công đoạn chuẩn bị nguyên liệu. Phần này thì Diện Đàm cứ nghỉ ngơi đi, còn lại thì Minh Dũng lo cho. Tôi cảm thấy cũng hơi lo lắng một chút nha. Thôi được rồi, vậy thì bây giờ Diện Đàm sẽ lên trước ở tầng 2 nhá. Ok. Cùng lên. Xin chào anh, mình đang làm đến lẩu kem rồi đúng không ạ? Có công đoạn nào để em có thể tham gia cùng được không ạ? Ở đây thì em thấy là có một cái khay để xếp các cái nguyên liệu rồi, thì mình sẽ xếp theo thứ tự như thế nào ạ? Rồi. Thì vừa nãy là mình đã cắt sẵn trái cây và bày một số nguyên liệu cho Dũng rồi nhá. Bây giờ thì Dũng sẽ để hoa quả giúp mình vào một ngăn. Một ngăn thì mình sẽ để bánh và hai ngăn còn lại một lát nữa thì mình sẽ để kem. Bây giờ mình sẽ đến công đoạn gì ạ? Bây giờ thì mình sẽ đặt ra đây để xong rồi mình sẽ múc kem nhá. Về 6 vị kem này thì mình sẽ được chọn tùy ý. Đúng rồi, 6 vị kem này thì sẽ cho khách lựa chọn. Và cái lẩu kem này thì tất cả các vị kem thì vị nào ăn cũng sẽ hợp. Thế ạ?
ở đây thì Diện Đàm chưa có nói cho em là cô ấy thích vị gì. Thế nhưng mà chắc là sẽ chọn đoán vậy. Bây giờ mình sẽ phải đoán thôi. Cho em một vị cookie đi ạ. Cái này thì mình sẽ xúc bằng thìa nào ấy? À, mình sẽ sử dụng muỗng inox nhé. Cái này để đảm bảo vệ sinh thì mình sẽ đeo găng tay nhá. Em quên mất. Mong là Diện Đàm sẽ không biết điều này. Làm sao để mình có thể có một cái đường kem nó đầy và nó tròn được ạ? Đặt ngang mươi ra chưa? Đây là mình đang bị đặt dọc rồi. Bàn kem như thế này có vẻ sẽ khách sẽ phàn nàn đúng không ạ? Thôi không được đầy đủ lắm. Bạc hà sô-cô-la đi. Cho em một chút. Khi mà mình đổi vị sang nhá thì mình phải nhớ là mình sẽ phải rửa môi. Em sẽ cắm cái môi vào xong rồi sẽ bóp. Đó, đúng rồi. Để các cái kem nó không bị lẫn với nhau. Chính xác. Các cái kem nó không bị lẫn với nhau. Ủa, mốt được một viên kem này chắc phải dùng khá là nhiều lực anh nhỉ? Cái này mình chỉ cần đúng kỹ thuật thôi. Là cái viên kem của mình nó sẽ tròn. Đó, đúng rồi. Chắc là ba vị của anh nhờ anh múc cho em không ạ? Được rồi, vậy thì mình bây giờ mình sẽ múc giúp Dũng nhá. Cho em thêm vị Việt quất, trà xanh và bạc hà sô cô la chip. Ok. Cái viên kem tròn này thì nó sẽ đặc cho nên là một lát nữa thì nó sẽ không bị nhanh chảy giống như là cái kem hoa hồng vừa nãy. Cái này thì nếu mà múc đúng kỹ thuật thì có phải dùng quá nhiều lực không? Cái này thì nó sẽ tùy vào chất lượng kem, nó có cứng hay là nó mềm. Thế nhưng mà kem cứng thì mình sẽ vẫn phải dùng nhiều lực. Còn nếu như kem mềm ấy, thì mình chỉ cần đẩy nhẹ thôi là nó đã thành viên rồi. Cái khay ở giữa sẽ đựng gì ạ? Đúng rồi. Mình ăn lẩu thì chắc chắn là sẽ phải có lửa. Và ở đây thì mình sẽ không, chắc chắn là mình sẽ không thể đun kem lên được. Mà mình sẽ sử dụng sốt. Và cái sốt ở đây là mình sẽ sử dụng là sốt sô-cô-la. Chính là sốt sô-cô-la đây. Sô-cô-la này thì mình đã đun chảy trước rồi. Không, sô-cô-la này bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đun. Và mình sẽ sử dụng nến. Em thấy là cái set lẩu kem này rất là đẹp, hình thức rất là bắt mắt rồi. Vậy cái nguồn gốc, cái ý tưởng mà hình thành nên cái biến tấu kem, lẩu kem này là từ bao giờ? Cái lẩu kem này thì nguồn gốc của nó là đã có từ rất lâu rồi. Đó, khi mà ngày xưa bọn mình ăn những cái kem mà ở bên ngoài nó có bọc sô-cô-la ấy, thì về bọn mình mới phát hiện ra là nếu như mà khi mà sô-cô-la nóng mà gặp kem lạnh thì ăn nó sẽ rất là ngon. Và từ đấy thì mình đã phát triển cái lẩu kem này để mình có thể đun nóng cái phần sốt sô-cô-la lên. Và mình có thể sử dụng bánh này, mình chấm với sốt mình ăn. Hoặc là mình cũng có thể sử dụng cái phần sốt đấy mình dưới lên phần kem. Nó tương tự giống như là cái kem bọc sô-cô-la ngày xưa. Nhưng mà nếu mà mình ăn kem lạnh với cả một cái sốt nóng thì nó có gây ra một cái hiện tượng gì không tốt cho sức khỏe không anh? À không, hoàn toàn không nhá. Bởi vì là khi mà kem lạnh mình có thể ăn được với lại rất là nhiều thực phẩm phẩm nóng như là sốt nóng hoặc là xôi nóng. Đó, sẽ ứng dụng được vào rất là nhiều món khác nhau. Với cả một phần là cái, em nghĩ thấy là cái lửa mình dùng cũng là lửa mé rồi đúng không anh? Nó sẽ khiến cho sô-cô-la không bị nóng quá. Mình sẽ sử dụng nến nhỏ thôi. Thưa quý vị, trong lúc đợi Minh Dũng hoàn thành xong cái món lẩu kem thì Diện Đàm sẽ lên trên không gian tầng 2 trước. Và ở đây ngày hôm nay thì cũng có rất là nhiều quý vị khách hàng đến để thưởng thức những món kem như là chúng tôi. Em chào anh chị ạ. Chào em. Anh chị ơi, hôm nay mình đến đây mình chọn món nào đấy ạ? Hai chị ăn kem dừa. Kem dừa ạ? Về cái hương vị thì sao chị cảm thấy rằng là ở trong menu ngày hôm nay của quán em thấy cũng có rất là nhiều cái sự biến tấu, chẳng hạn như là lẩu kem hay là ăn kem với cả bánh ý, thì chị sẽ thích kết hợp kem với những cái nguyên liệu như thế nào ạ? Cái món sở thích của chị là kem trái dừa. Đấy, cho nên là nếu mà hỏi về những cái khác thì bao giờ là chị chỉ chọn được kem trái dừa thôi hoặc là kem ốc quế. Tức là chị sẽ thích ăn kiểu nguyên bản hơn đúng không? Và nếu mà có kết hợp thì đó sẽ là dừa. Đúng rồi. Thế thì còn anh thì sao? Anh thấy như thế nào với cái những cái sự biến tấu của kem ngày nay ấy? Có rất nhiều cái hình thức. Thấy nó cũng khá là đa dạng thì cũng thích hơn. Tại ngày xưa là anh nhớ ngày xưa anh có ăn kem bánh mì kẹp kem ấy. Thì món này nó cũng khá là ok. Thì bây giờ nó có nhiều cái kiểu biến tấu hơn. Ví dụ như anh cũng thích ăn kiểu kem với hoa quả. Khi nãy anh có chia sẻ là anh thích ăn hoa quả. Thế thì em nghĩ ở cửa hàng có một cái món rất là phù hợp cho anh, đó chính là lẩu kem ạ. Nhưng mà khi nhắc đến lẩu kem thì anh sẽ nghĩ đến điều gì đầu tiên? Anh sẽ nghĩ là ví dụ như bình thường anh ăn lẩu thì kiểu như là nó là nước lẩu thôi. Thì bây giờ anh nghĩ là nó chỉ thay bằng nước lẩu và kem, với cả là ví dụ như là các cái nguyên liệu ở trong
trong lẩu thì nó sẽ là ví dụ như hoa quả hoặc là ví dụ như là một vài những cái vị khác kiểu, hoặc là cũng có thể có bánh mì hoặc là cũng có thể có những cái bánh khác chẳng hạn kiểu ăn kèm đấy. Anh nghĩ đến như thế. Vâng ạ. Tức là tóm lại là mình sẽ kết hợp nhiều các cái loại nguyên liệu lại mình ăn đúng không? Đây đây đơn hàng lẩu kem của quý khách đây. Wow. Xin lỗi trời hơi lâu một chút. Trông hấp dẫn phết chứ nhở? Quá hấp dẫn luôn. Thật sự là làm ra cái chỗ này set này không đấy? Đúng. Wow. Với sự giúp đỡ của anh Ngọc. Rất nhiều đúng không? Ui, thế tức là một cái set lẩu như thế này nó có rất là nhiều các cái nguyên liệu đúng không? Rất nhiều cái topping ở trên này. Bây giờ thì làm sao để mà mình ăn như này đã hoàn thiện chưa? Bây giờ thì chúng ta sẽ cần đốt nến để có thể làm nóng phần sốt sô cô la ở trên. Thế thì ở đâu? Quên mất chưa có tiền. Đây thì ở dưới đây xin lỗi quý khách. Rồi ok. Bây giờ thì chắc là Diện Đàm sẽ chấm điểm một chút về hình thức nhá. Trước tiên tôi xin bào chữa một chút là thời gian làm kem thì nó hơi tốn thời gian một chút nên là tôi đã khiến cho những viên kem đây nó hơi chảy một chút. Minh Dung ơi, tại sao lại có một cái sự khác biệt giữa hai bên hàng kem thế này? Bên này thì tôi thấy rằng là những viên kem kiểu đang ngụp lặn trong một dòng sông kem, còn bên này thì trông kiểu tròn đầy mũm mĩm ngon như này cơ mà. Đúng là không qua mắt được Diện Đàm rồi, bởi vì là bên này thì là phần của Minh Dũng làm, còn bên này thì sẽ là phần của anh chủ đã giúp đỡ. Đấy, biết ngay. Bên này thì tôi bởi vì là tôi múc cái viên kem nó chưa được đầy ấy, nên là cái đúng rồi nó sẽ chảy nhanh hơn, còn bên này thì anh chủ đã múc cái viên kem nó đầy và nó đạt cái độ chuẩn hơn. Tròn hơn. Đúng rồi, nhưng mà cái độ chảy nó chưa chảy nhanh bằng bên này. Rồi nhá, ok, thôi được rồi, về phần kem thì chắc là vẫn cho điểm khá đi. Ở trên này cái nguyên liệu có vẻ là một cái nguyên liệu đặc biệt thì phải, để tôi xem nào. Sô cô la. Đúng rồi, đây chính là phần sốt sô cô la, và khác với những cửa hàng khác thì ở đây họ sẽ dùng sốt chứ không dùng nguyên một thanh sô cô la đun, bởi vì là dùng sốt thì nó sẽ nhanh được sôi lên nóng hơn ấy. Rồi, nóng lòng quá rồi, bây giờ chắc chúng ta sẽ thưởng thức luôn đi, không là kem sẽ chảy hết đi. Ở đây thì sẽ có các topping là các cái bánh quế này, bánh quy và các loại hoa quả tươi. Bây giờ thì chúng ta ăn sẽ là như thế nào? Chắc là sẽ dùng bánh quế để chấm vào kem và sau đó thì chấm thêm phần sốt. Rồi, tôi sẽ thưởng thức dòng sông kem bên này trước nhá. Sau khi mà chấm đẫm như thế này xong thì mình sẽ nhúng vào phần sô cô la đúng không? Đúng rồi. Ui, nhanh cũng không là nó chảy ấy. Ui. Ui. Cái phần quế nó hơi cứng một chút. Nó khá là lạ ấy. Nếu mà cái kem này nó chưa chảy thì tôi nghĩ là cái việc chấm thì nó sẽ rõ được vị của kem hơn. Bây giờ nó đang bị hòa với cả sô-cô-la quá rồi. Với một set kem 6 viên như thế này, chúng tôi đã rất cố gắng ăn từ nãy đến giờ rồi, nhưng mà có vẻ như vẫn không nhanh bằng tốc độ kem chảy cho lắm, bởi vì nó nhiều quá thôi quý vị. Thì tôi nghĩ rằng là cái set này nó phù hợp cho khoảng 3 đến 4 người ấy, thậm chí có thể hơn, 2 người thì hơi nhiều. Đúng rồi. Một set kem như là chúng tôi đang ăn sẽ có giá dao động từ khoảng 100 cho đến 120 nghìn với 6 đến 9 viên kem. Một set kem với giá như vậy thì tôi thấy rằng là sẽ khá là phù hợp với những nhóm đông người, đúng không? Để thứ nhất là chúng ta có cái sức ăn đủ để thưởng thức kem được ngon nhất khi mà kem chưa chảy này. Mà có thể là trong cái set kem này có rất là nhiều các cái loại topping ấy, thì sẽ bù trừ cho nhau. Đôi khi là có bạn thì sẽ không thích ăn ngọt quá thì các bạn có thể ăn hoa quả chẳng hạn. Những set này thì rất là phù hợp cho những gia đình, đặc biệt là vào mùa hè này thì quý vị có thể dẫn con nhỏ đi để trải nghiệm những cái set kem rất là độc đáo với rất nhiều topping như thế này đây. Ở không gian này thì cũng có các cái bàn lớn đủ để cho các nhóm đông người này, hoặc là những bàn đôi và những cái bàn cao nữa. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với món ăn thứ ba. Bánh mì sừng bò kèm kem, nghe khá là lạ. Và nó thơm nữa. Đây sẽ là món sừng bò, bánh sừng bò kẹp kem đúng không? Đúng rồi. Bình thường một cái bánh này em nghĩ là chắc phải ăn 2 người mới hết anh nhỉ? Có 2 viên kem to mà.
Rồi, chắc là bây giờ khi biết anh ngọt lòng em sẽ thưởng thức luôn. Vâng, mời các bạn. Người tôi đã thấy rất là thơm rồi. Một chiếc bánh này thì sẽ có giá bao nhiêu tiền anh nhỉ? Bánh trưng bò thì sẽ có hai loại. Loại một viên là thường là một người ăn thì sẽ là giá là 35.000. Còn đối với loại kẹp hai viên như thế này thì sẽ là 45.000. À, tức là nó có thể kiểu thêm bớt kem để phù hợp với số lượng của người đúng không? Ừ, ở đây thì sẽ có những cái nguyên liệu chính là để tạo nên ạ. Em thấy là có rất nhiều các topping ấy. Ngoài kem và bánh ra thì mình sẽ có thêm một số loại sốt. Đó, và cái sốt mình hay sử dụng đấy là dâu hoặc là sốt sô-cô-la. Về phần bánh thì là sẽ là bên mình làm luôn hay là như thế nào? Phần bánh này thì bên mình có đơn vị gia công để sản xuất. Thì khi mà nướng lên thì cái vỏ bánh nó khá là xốp nhưng mà vẫn đang có được cái sự độ mềm ấy, nó không bị cứng quá. Bây giờ sẽ thử nhá. Để ngon nhất thì cái bánh này thì hãy kết hợp ăn kết hợp cùng với kem bạn ạ. Ăn khá là lạ miệng bởi vì là nó vừa có cái vị ngọt của kem ăn với cả bánh. Cái phần bánh nó sẽ giúp cho mềm. Mềm và giòn. Đúng. Ở đây thì anh nhìn đường khá là đạt đấy. Em nghĩ là những cái món này thì chắc là thường thì các bạn trẻ sẽ thích đúng không ạ? Cái lượng khách hàng ở bên mình chủ yếu là sẽ là độ tuổi nào ạ? Lượng khách hàng chủ yếu là sẽ trong độ tuổi từ 15 cho đến tầm 25 tuổi. Vậy thì các gia đình thì sao ạ? Kiểu các bạn bé thì các bạn ấy có thích những cái món ăn như thế này không ạ? Thật ra thì độ tuổi sử dụng những món này nó rất là đa dạng. Đó, thì các bạn nhỏ hoặc là những người lớn tuổi thì đều có thể sử dụng được những cái món này. Hiện tại ở bên cửa hàng ở bên mình ấy, thì ngoài những cái sản phẩm này ra thì có kinh doanh hay là phân phối thêm ra những cái đơn vị khác nữa không ạ? Ngoài bán lẻ tại cửa hàng ra thì mình có phân phối cho các đại lý, các quán trà sữa, nhà hàng, buffet. Và bên thì cũng sẽ là bên trực tiếp đào tạo cho mọi người những cái món ăn mà các bạn đang ăn như này. Vậy thì những cái món kem biến tấu như thế này khi mà được, nó có phải là một trong những sản phẩm mà được mình mang ra, mình lan tỏa nhiều không ạ? Hay sẽ là những sản phẩm nào ấy? Đúng rồi, đây chính là những cái sản phẩm mà bên mình nghiên cứu xong rồi là bên mình đưa ra ngoài thị trường để cho tất cả mọi người thì có thể biết đến và sử dụng kem. Ngoài cái kem mà để mình ăn, mua về mình ăn truyền thống ra thì mình có thể kết hợp được với lại rất là nhiều món nữa. Nhìn chung là ngày hôm nay sau trải nghiệm 3 món ăn thì chúng em rất là hài lòng và cũng cảm thấy rất là thích thú. Vì là nó rất thú vị và hương vị của nó thì vẫn rất ngon, vẫn rất hấp dẫn ạ. Cảm ơn anh rất nhiều. Ok, cảm ơn các bạn, mời các bạn tiếp tục thưởng thức nhé. Thưa quý vị, và như vậy là hành trình ngày hôm nay để đi tìm hiểu cũng như là thưởng thức về những cái món kem được biến tấu rất là khác lạ cũng khá là thú vị đúng không? Hôm nay chúng tôi đã thử 3 loại kem và mỗi loại kem thì đều có những cái đặc điểm, đặc trưng riêng và những điều mà chúng tôi ấn tượng. Với Diện Đàm trước đi, Diện Đàm ấn tượng về món nào nhất nào? Diện Đàm thích cái bánh sừng bò kẹp kem ở cuối nhất, nhưng mà về hình thức thì Diện Đàm đánh giá cao cái món đầu tiên, đó là món kem hoa ấy. Và đúng như kỳ vọng của tôi, thưa quý vị, đó là những cái kem ở đây thì hình thức của nó rất rất là đẹp, đảm bảo rằng là ăn vừa ngon mà chúng ta vừa có thể chụp ảnh check-in với những ly kem xinh đẹp. Chính xác. Về giá cả thì tất nhiên là những chiếc kem này với hình thức đẹp như vậy thì giá nó sẽ hơi cao một chút so với những chiếc kem truyền thống. Và với một mức giá như vậy thì tôi nghĩ rằng là sẽ phù hợp để chúng ta có thể đi với nhóm đông người này, hoặc là thi thoảng chúng ta sẽ ăn một vài dịp. Và quay trở lại với cái việc hình thức đẹp, nhưng mà tôi nghĩ rằng là hơi tiếc một chút bởi vì nó đẹp nhưng mà nó sẽ hơi nhanh chảy, nên là sẽ không phù hợp để chúng ta mang đi xa mà nên là ăn trực tiếp ở cửa hàng nữa. Minh Dũng có thấy là những cái kem này ăn thì hương vị của nó cũng rất là ngon đúng không? Do cái chất kem của nó và phù hợp với nhiều độ tuổi khác nhau, từ trẻ em cho đến người già cũng đều có thể ăn để giải mát trong ngày hè nóng bức như thế này. Một điểm nữa mà tôi thấy rằng là hôm nay thì chúng ta đi thì hơi nóng một chút đúng không? Có lẽ là cửa hàng có thể cải thiện thêm về hệ thống làm mát, bởi vì là hôm nay thì chúng ta có thể thấy là cái hệ thống làm mát ảnh hưởng một phần đến cái độ kem chảy, đúng không? Đó, còn lại thì tôi nghĩ rằng là về hương vị thì cũng khá là ổn. Ăn vào thì độ ngọt cũng vừa phải, với một team kiểu tôi là tiếp người là không thích ngọt quá ấy, thì tôi nghĩ như thế này là vừa đủ rồi.
Và với những tiêu chí đó thì chúng tôi sẽ dành cho Fufu Gelato là 3 sao. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi số Hà Nội Review lần này. Và quý vị đừng quên chia sẻ cảm nghĩ của mình ở phía dưới phần bình luận nhé. Và đừng quên theo dõi Hà Nội Review trên kênh Hà Nội 1, website hanoionline.vn, app Hà Nội On và cùng với đó là những nền tảng số của Đài Truyền hình Hà Nội như là Facebook và YouTube nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.